Xin chào các bạn nhỏ, chào mừng các bạn đến với Học Văn Chị Hiên. Chị rất vui khi được đồng hành cùng các bạn học sinh lớp 2 trong chương trình môn tiếng Việt, bộ sách Cánh Diều. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu một bài đọc trong chủ đề 5, Ngôi nhà thứ hai, và bài đọc mang tên Cái trống trường em. Chúng mình sẽ cùng khám phá bài học theo 4 phần sau đây. Phần 1, đọc. Phần 2, đọc hiểu. Phần 3, luyện tập. Và cuối cùng là phần 4, củng cố và dặn dò. Đầu tiên, chị em mình sẽ cùng nhau đến với phần đọc nhé. Mỗi một bài đọc thì đều có một cách đọc riêng cần lưu ý. Đối với bài Cái trống trường em, các bạn hãy đọc thật to, rõ ràng, giọng đọc nhẹ nhàng, truyền cảm và nhớ chú ý cách ngắt nhịp sau mỗi câu thơ và đoạn thơ nhé. Còn bây giờ, hãy nhìn lên màn hình hoặc theo dõi trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, bộ sách Cánh Diều trang 40. Lắng nghe và đọc cùng chị nào. Cái trống trường em. Cái trống trường em, mùa hè cũng nghỉ. Suốt 3 tháng liền, trống nằm ngẫm nghĩ. Buồn không hở trống, trong những ngày hè, bọn mình đi vắng, chỉ còn tiếng ve. Cái trống lặng im, nghiêng đầu trên giá, chắc thấy chúng em, nó vui mừng quá. Kìa trống đang gọi, tùng 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 tùng. Vào năm học mới, giọng vang tưng bừng. Tác giả Thanh Hào. Các bạn thấy bài thơ Cái trống trường em như thế nào nhỉ? Có hay không? Hãy nhớ nghe và luyện đọc lại thật nhiều nhé! Sau khi đã đọc bài một cách thành thạo, thì chúng mình sẽ đến với phần đọc hiểu. Câu hỏi đầu tiên vô cùng đơn giản. Bài thơ là lời của ai? Bài thơ là lời của bạn học sinh trò chuyện với cái trống trường. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra điều này qua một số câu thơ như Cái trống trường em, bọn mình đi vắng, hay câu thơ Chắc thấy chúng em, nó vui mừng quá. Tiếp đến là câu hỏi thứ hai với yêu cầu. Ở khổ thơ 2, bạn học sinh xưng hô, trò chuyện thân mật như thế nào với cái trống trường? Ở khổ thơ 2, bạn học sinh xưng mình với cái trống, trò chuyện thân mật như với một người bạn bằng câu hỏi thăm, buồn không hở trống. Điều đó thể hiện sự quan tâm đến tâm trạng của trống. Còn câu hỏi cuối cùng thì sao nhỉ? Câu hỏi số 3. Qua bài thơ, em thấy tình cảm của bạn học sinh với cái trống, với ngôi trường như thế nào? Các bạn có thể trả lời như sau. Qua bài thơ, em thấy bạn học sinh rất yêu quý cái trống và ngôi trường. Bạn ấy xem cái trống như người bạn thân thiết của mình và xem ngôi trường là ngôi nhà thứ hai. Vậy là chị đã cùng các bạn trả lời xong những câu hỏi ở phần đọc hiểu. Tiếp sau đây, chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần luyện tập. Các bạn biết đấy, vốn từ là một phần không thể thiếu khi học tiếng Việt. Vì vậy, chúng mình sẽ cùng chuyển qua phần luyện tập để trau dồi vốn từ cho riêng mình. Bài 1 với yêu cầu, hãy xếp các từ ngữ chỉ hoạt động, cảm xúc của nhân vật trống vào ô thích hợp. Ở đây, chị có các từ ngữ nằm, nghỉ, thấy, buồn, ngẫm nghĩ, nghiêng đầu, mừng vui và gọi. Các bạn còn nhớ thế nào là từ chỉ hoạt động, thế nào là từ chỉ cảm xúc không? À đúng rồi, từ chỉ hoạt động là những từ ngữ chỉ sự vận động của con người, con vật mà chúng ta có thể nhìn thấy được bên ngoài. Còn từ chỉ cảm xúc là những từ chỉ tình cảm hay thái độ của nhân vật. Từ đó, chúng ta có thể dễ dàng tìm ra những từ chỉ hoạt động và cảm xúc của nhân vật trống như sau. Những từ chỉ hoạt động của trống vào mùa hè như ngẫm nghĩ, nằm, nghỉ, thấy. Còn những từ chỉ hoạt động của trống vào năm học mới như nghiêng đầu, gọi. Vậy, từ chỉ cảm xúc thì sao nhỉ? Vào mùa hè, cảm xúc của trống là buồn. Trong khi đó, khi vào năm học mới thì cảm xúc của cái trống lại là mừng vui.
Tiếp đến là bài tập số 2 với yêu cầu tìm các từ ngữ. A. Nói về tình cảm, cảm xúc của em khi bước vào năm học mới, ví dụ như vui. B. Nói về hoạt động của em trong năm học mới, ví dụ như học tập. Có rất nhiều từ ngữ nói về tình cảm, cảm xúc hay hoạt động của em khi vào năm học mới. Các bạn có thể lựa chọn những từ ngữ phù hợp với mình. Còn sau đây là một vài gợi ý của chị. Ý A. Các từ ngữ nói về tình cảm, cảm xúc của em khi bước vào năm học mới như vui, vui mừng, thích thú, phấn khởi, mừng vui, vui sướng, sung sướng, vui vẻ hay hạnh phúc. Ý B. Các từ ngữ nói về hoạt động của em trong năm học mới như học tập, học hành, học hỏi, tập luyện, rèn luyện, đọc sách, làm việc nhóm, thi cử, làm bài tập, thực hành hay luyện tập. Sau đây, chị em mình sẽ cùng nhau đến với phần cuối cùng của bài học, chính là phần củng cố và dặn dò. Bài thơ Cái trống trường em đã giúp chúng mình thấy được hình ảnh cái trống trường vô cùng gần gũi, thân quen với mỗi người học sinh. Và hãy chuẩn bị tinh thần thật vui vẻ, phấn khởi để bước vào năm học mới với nhiều thành công nhé! Khi về nhà, các bạn hãy tập trả lời lại các câu hỏi và chuẩn bị cho bài học tiếp theo một cách thật cẩn thận nha! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn!